Để phòng bệnh cho đàn heo 60 con của gia đình mình, ông Nguyễn Minh Giảng ở khu vực Tân Phú, quận Thốt Nốt thường xuyên phun xịt khử trùng kết hợp với tiêm vaccine định kỳ để phòng tránh dịch bệnh. Ngoài ra, mỗi năm gia đình ông được nhà nước hỗ trợ 2 lần hóa chất khử trùng cho chuồng trại. Nhờ đó, nhiều năm qua, đàn heo gia đình không xảy ra dịch bệnh. Còn này mình để bảo vệ cho cái trang trại mình thì bắt buộc 7 ngày hoặc 10 ngày phải sát trùng chuồng trại. Sát trùng chuồng trại để nó giảm cái mật độ vi khuẩn hoặc vi trùng có hại, và là giảm cái rủi ro cho chăn nuôi thôi. Tính đến cuối tháng 9 năm 2023, toàn thành phố Cần Thơ chăn nuôi tổng đàn gia cầm khoảng 2,13 triệu con, tổng đàn heo hơn 128.000 con và đàn bò hơn 4.290 con. Bên cạnh tháng tiêu độc khử trùng và tiêm vaccine phòng bệnh cho gia súc gia cầm hàng năm do ngành chức năng thực hiện, thì ý thức của người dân phòng tránh dịch bệnh cho gia súc gia cầm được nâng cao đã góp phần không để xảy ra dịch bệnh phát sinh trên địa bàn thành phố. Thường xuyên tăng cường cái tuyên truyền vận động các cái hộ chăn nuôi, các cái cơ sở chăn nuôi áp dụng các biện pháp vệ sinh tiêu độc sát trùng phòng bệnh, cũng như là cái chăn nuôi phải có rõ cái nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt là các cái gia cầm mà nhập tỉnh hoặc là nhập vào để mà giết mổ thì chúng tôi cũng kiểm soát đối với cái kiểm dịch nhập tỉnh thì cũng làm tương đối là chặt chẽ. Hiện tại, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ đang triển khai thực hiện tháng tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng trên gia súc gia cầm đợt 2 năm 2023, từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 25 tháng 10. Toàn thành phố sẽ phun xịt khử trùng khu vực chăn nuôi của khoảng 35.000 hộ và 24 cơ sở giết mổ gia súc gia cầm ở các địa phương để tiêu diệt các loài mầm bệnh, hạn chế dịch bệnh.